Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này thì đã có hơn 1.400 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn. Như vậy là nỗi lo của chúng ta về cộng đồng người Việt Nam lao động tại một vùng chiến sự bất ổn đã giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên niềm vui thì chưa trọn vẹn, thì nỗi lo đã ập tới khi mà những lao động này vừa về nước đã phải đối mặt với nguy cơ nợ nần và có nguy cơ thất nghiệp. Vâng, và đây không phải là lần đầu tiên mà thị trường Libya tiềm ẩn những bất ổn, gây thiệt hại cho cả người lao động và cả những doanh nghiệp. Trong khi đó thì hiện vẫn chưa có một mô hình bảo hiểm nào dành cho các lao động xuất khẩu trở về nước trong các trường hợp bất khả kháng như là thiên tai, dịch bệnh hay chiến tranh. Và đó cũng chính là câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Nếu không có những bất ổn chính trị thì ở Libya giờ này, anh Vũ Trung Trương vẫn đang làm đầu bếp tại một công trường. Ra đi với mong muốn kiếm tiền đủ để hoàn trả khoản nợ xây nhà. Nhưng mới được 2 tháng, anh đã phải trở về với món nợ tín dụng và 44 triệu đồng chi phí xuất cảnh. Tôi thì về thì mong muốn Đảng và Nhà nước và các bộ ngành liên quan với công ty tạo điều kiện giúp đỡ để đi cái đơn hàng mới và tạo điều kiện cho người ta giãn những cái vốn phí xuất cảnh cho đỡ bớt cái phần khó khăn. Còn trước mắt là chúng tôi đi thì thời gian làm việc chưa được mấy. Nói chung chưa hoàn được lại cái vốn ban đầu đi thì rất là khó khăn. Ở xã Ngọc Sơn cũng thuộc huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, bên cạnh cũng có 2 lao động cùng đi và cùng về với anh Trương. Họ cũng đang bối rối về khoản nợ và bị thiệt thòi khi trở về. Tuy nhiên khi được hỏi, phần lớn các lao động này đều cho biết không tìm hiểu kỹ các điều khoản quy định trong hợp đồng lao động. Cái hợp đồng ấy như bọn em là gấp gáp quá cho nên là lúc sang ấy thì có kịp đọc đâu. Cái hợp đồng chính là tôi chưa đọc hết vì nó rất dài, thật là sang đấy nó chưa có thời gian đọc, chúng tôi làm nhà bếp cũng rất bận, thật là anh ấy. Hầu hết các lao động đi Libya đều về nước trước thời hạn, thậm chí nhiều trường hợp mới đi được 3 tháng đã phải về nhà ôm theo khoản nợ không hề nhỏ. Trong khi đó, hiện chưa có bất cứ một điều khoản nào ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động trong trường hợp bất khả kháng phải trở về nước. Mô hình bảo hiểm dành cho đối tượng này cũng chưa có, khiến doanh nghiệp vất vả giải quyết hợp đồng, còn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ bảo hiểm đấy thì hiện nay là họ mới chỉ áp dụng đối với lại những lao động mà họ về nước vì cái trường hợp bất khả kháng, tức là ví dụ về sức khỏe, hoặc là về nước vì những cái lý do khác, riêng cái lý do về chiến tranh thì hiện nay các công ty bảo hiểm họ chưa áp dụng cái bảo hiểm đấy cho nên mình không thể mua cho người lao động được. Hiện việc hỗ trợ cho các lao động trở về từ Libya mới chỉ dựa vào quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quỹ này cũng do chính người lao động phải đóng góp trước khi đi xuất khẩu lao động. Tức là mỗi người lao động đi là đóng cái quỹ nó khoảng 100.000 một người. Thì có cái quỹ gọi là quỹ rủi ro của Bộ Lao động. Thì trên cái việc mà những người lao động mà bị thiệt thòi do cái trường hợp mà cái tình hình Libya nó gọi bất ổn thì là cái mà hỗ trợ đó là được trích ra từ cái quỹ rủi ro. Thì cũng có thể là cái việc mà lập ra cái bảo hiểm thì chắc là lãnh đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cũng có thể sẽ cân nhắc cái việc này. Và còn những cái lao động mà do cái tình hình khách quan phải về nước do không an toàn thì theo quy định của Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước là có những cái sự hỗ trợ, thì cái đấy còn tùy thuộc vào từng cái trường hợp cụ thể để căn cứ theo cái quy định của Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước để xem xét hỗ trợ. Điều đáng nói là thị trường Libya này mới tái khởi động lại chưa lâu. Trước đây, Libya từng tiếp nhận trên 10.000 lao động giản đơn của Việt Nam. Song tình hình nội chiến năm 2011 cũng khiến các lao động phải di tản về nước. Như vậy, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, xây dựng một mô hình bảo hiểm cho lao động xuất khẩu nhằm giúp họ giảm bớt thiệt hại trong các trường hợp bất khả kháng.